Bộ Y tế điều 14 bệnh viện chi viện thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam. Số bệnh nhân mắc Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam vẫn tăng cao, trong đó nhiều F0 cộng đồng. Vì vậy, Bộ Y tế vừa điều động 14 bệnh viện chi viện. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cụ thể, 14 bệnh viện được phân công như sau: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế của tỉnh Bình Dương. Bệnh viện Phổi Trung ương phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế của tỉnh Đồng Nai. Bệnh viện Lão khoa Trung ương hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế của tỉnh Đồng Tháp. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho cơ sở y tế của tỉnh Long An. Bệnh viện Hữu Nghị phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho cơ sở y tế của tỉnh Tiền Giang. Bệnh viện K phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho cơ sở y tế của tỉnh Kiên Giang. Bệnh viện E phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho cơ sở y tế của tỉnh Tây Ninh. Bệnh viện Nội tiết Trung ương phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho cơ sở y tế của tỉnh Sóc Trăng. Bệnh viện Nhi Trung ương phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho cơ sở y tế của tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện Bạch Mai phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 cho cơ sở y tế của tỉnh An Giang. Tại quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các bệnh viện tuyến trên theo phân công chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đánh giá, tổ chức tiếp nhận, điều trị, điều kiện hiện có về giường bệnh, hệ thống oxy, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực của cơ sở y tế để xác định những khó khăn, bất cập và đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, thành phố để chỉ đạo và hỗ trợ khắc phục. Các bệnh viện thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, cử cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn chuyên môn tại chỗ, hội chẩn từ xa, tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực và giám sát chất lượng về cấp cứu, điều trị cho cơ sở y tế các tỉnh, thành phố. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức giao ban hàng ngày để rút kinh nghiệm điều trị giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến quận, huyện, thành phố được phân công. Cuối cùng, các bệnh viện được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các tỉnh, thành phố trong thực hiện quản lý, điều trị người nghi mắc và mắc Covid-19. Đây là lần chi viện nhân lực thứ hai tính từ tháng 7, trước đó thì từ cuối tháng 7, Bộ Y tế bắt đầu điều động nhân lực y khoa thành lập các trung tâm hồi sức Covid-19. Đây là một trong những điểm mấu chốt giúp kéo giảm ca tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.